Đầu tiên các bạn tải về và xả nén ra thì các bạn được cái file chạy chương trình là cái file token.exe đây nè. Bạn mở lên. Nếu các bạn lần sau mà không muốn nó hỏi cái thông báo này nữa, cảnh báo này nữa thì các bạn bỏ dấu chép này đi và các bạn run chạy nó. Đây là đăng ký mới các bạn nha. Đầu tiên các bạn tải về đăng ký mới thì các bạn sẽ bấm vô nút đăng ký. Sau đó các bạn nhập cái email các bạn vô nha. Rồi các bạn nhập xong các bạn bấm Start Register nè. Rồi đăng ký thành công rồi các bạn nha. Đây này các bạn đóng tool các bạn mở lại thì bây giờ nó sẽ báo các bạn là liên hệ để active. Thì lúc đó các bạn chỉ việc là gửi cái mã số này hoặc là cái email các bạn vừa đăng ký qua cho mình là mình active là xong nha. Các bạn nào mà đăng ký rồi á thì mình hướng dẫn tiếp luôn nha. Trường hợp này những cái bạn mà đã đăng ký cái tool tất cả trong một rồi á thì các bạn mở tool này lên, các bạn cần khôi phục cái đăng ký lại, restore active lại. Thì các bạn nhập cái mail của mình vô. Cái mail của bạn trước đây đăng ký cái tool tất cả trong một nha. All in one á. gmail.com. Rồi các bạn bấm đăng ký. Nếu các bạn đã đăng ký rồi nó sẽ có cái thông báo này, phiên bản của bạn đã được đăng ký. Bạn muốn khôi phục thì bấm Yes, còn nếu không muốn khôi phục thì bấm No. Mình bấm Yes nha. Rồi, mình nhập cái địa chỉ email trước đây mình đã đăng ký và bây giờ mình muốn reactivate nó lại nha. Reactivate nó lại. Có nghĩa là khôi phục lại kích hoạt trước đây á. Rồi. Thành công các bạn này. Giờ mở lại nè. Rồi, vậy là xong các bạn nha.